Kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tính đến 11 giờ ngày hôm nay, kết quả xét nghiệm 229 mẫu của các ca nghi ngờ được giám sát lấy mẫu trong hai ngày 30 và 31 tháng 7 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 68 mẫu nguy cơ cao còn lại trong tổng số 88 mẫu lấy từ người liên quan 28 điểm nguy cơ cao theo thông báo khẩn số 18 của Bộ Y tế. 16 mẫu xét nghiệm được giám sát lấy mẫu trong hai ngày 30 và 31 tháng 7 của các ca nghi ngờ đang được theo dõi cách ly tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn Thanh Hóa đã chủ động khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và giữ ổn định tình hình sản xuất kinh doanh. Đo thân nhiệt cho khách hàng, người lao động trước khi vào làm việc. Yêu cầu cán bộ nhân viên thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, cũng như thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là những việc làm cụ thể đang được doanh nghiệp này triển khai thực hiện ngay khi có thông tin về xuất hiện lại các ca bệnh lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Công ty thì đã ban hành các cái quy định cũng như là hướng dẫn người lao động để thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh như là tránh tiếp xúc đông người, rồi người lao động đến nơi làm việc tránh đi lại để chống cái nhiễm chéo cộng đồng, và đồng thời là đã phát khẩu trang cho người lao động, phát nước rửa tay khô, thực hiện khai báo y tế trong công nhân lao động. Để phòng chống dịch COVID-19, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Thanh Hóa đã trang bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn phát cho người lao động, tổ chức phun thuốc khử trùng vệ sinh nơi làm việc, chủ động bổ sung dinh dưỡng trong các bữa ăn ca nhằm tăng cường sức đề kháng cho người lao động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại đơn vị, xây dựng các kịch bản sản xuất kinh doanh, ứng phó trong tình huống dịch bùng phát trên diện rộng. Việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của doanh nghiệp sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, đồng thời giữ ổn định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 2349 gửi các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh về việc thu thập thông tin người mua thuốc trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Tại Việt Nam, hiện đã xuất hiện nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Do đó, để tăng cường công tác phát hiện sớm các bệnh nhiễm COVID-19, kịp thời khoanh vùng cách ly, điều trị, hạn chế lây nhiễm, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau. Các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn, khi tư vấn bán thuốc cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt, phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh. Khuyến cáo người bệnh cài đặt các ứng dụng khai báo y tế và thông báo cho cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn để theo dõi quản lý ca bệnh. Các cơ sở bán lẻ thuốc thông tin về các trường hợp trên theo số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh là 094-233-1667. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi diễn biến tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong nhiều giờ tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 2 trong năm nay hình thành trên Biển Đông, có tên quốc tế là Silaku, với cường độ gió đạt cấp 8, giật cấp 10. Bão sẽ đổ bộ vào Đồng Bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa trong chiều ngày 2 tháng 8. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới với hoàn lưu bão số 2, nên từ đêm nay 1 tháng 8 đến ngày 4 tháng 8 ở Thanh Hóa sẽ có mưa vừa đến mưa to. Riêng khu vực vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt có khả năng đạt từ 200 đến 400 mm, có nơi lên trên 400 mm. Mưa to tập trung từ đêm ngày 1 đến ngày 3 tháng 8. Lưu ý, sau thời gian nắng nóng kéo dài nhiều ngày, đất bị khô nứt, đặc tính của đất dễ bị phá vỡ, bề mặt thảm phủ bị suy giảm. Mưa lớn cục bộ xảy ra trong thời gian ngắn, sẽ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi. Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, tính đến 10 giờ trưa nay, ngày 1 tháng 8 năm 2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kiểm đếm giữ liên lạc được 7.234 phương tiện trên 26.376 lao động, trong đó có 6.883 phương tiện, 24.616 lao động vào bến neo đậu an toàn, 351 phương tiện trên 1.760 lao động còn đang hoạt động trên biển. Tất cả các phương tiện hoạt động trên biển đều giữ liên lạc bình thường với đất liền. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 2 để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Thường trực lực lượng phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Chi cục Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa phối hợp với đồn biên phòng Đan Lộc, huyện Đậu Lộc vừa tiến hành kiểm tra và xử phạt đối với các tàu cá vi phạm.
Qua quá trình kiểm tra kiểm soát tàu cá hoạt động và xuất nhập bến khu vực bãi ngang huyện Hậu Lộc, đoàn kiểm tra đã phát hiện và xử phạt 5 chủ tàu với số tiền 33 triệu đồng. Trong đó vi phạm hành chính 2 tàu với lỗi không kẻ số đăng ký theo quy định và 3 tàu với lỗi không kẻ số đăng ký, chưa đăng ký lại tàu cá và không đánh dấu nhận biết theo quy định. Đối với những tàu cá vi phạm khi chưa đủ các thủ tục giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, đoàn kiểm tra kiên quyết không cho ra khơi. Cùng với việc tăng cường kiểm tra xử phạt, Chi cục Thủy sản Thanh Hóa cũng phối hợp với các địa phương đơn vị tập trung theo dõi những tàu cá có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài, xử lý các trường hợp tổ chức cá nhân vi phạm về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC. Trong 3 ngày từ 27 đến 30 tháng 7, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp triệt xóa 3 tụ điểm mua bán ma túy phức tạp. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 35 phút ngày 27 tháng 7, Công an huyện Triệu Sơn bắt quả tang Lê Tiến Tuấn sinh năm 1994 đang bán ma túy cho người nghiện tại tuyến đường liên thôn liên xã thuộc thôn Nha Lộc, xã Đồng Thắng. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 0,34 gram heroin và 600.000 tiền mặt. Khoảng 11 giờ ngày 30 tháng 7, Công an huyện Triệu Sơn đã phá bong kê ma túy tại nhà đối tượng Lê Viết Minh sinh năm 1984 ở xã Thái Hòa, thu 0,392 gram heroin, 2,988 gram ma túy tổng hợp và nhiều dao kiếm cùng một khẩu súng tự chế. 18 giờ cùng ngày, tại một ngôi nhà bỏ hoang ở xã Hợp Lý, Công an huyện Triệu Sơn bắt quả tang hai đối tượng gồm Trịnh Văn Thắng sinh năm 1993 ở xã Minh Sơn và Lê Đình Vinh sinh năm 1991 ở xã Thọ Bình đang bán ma túy cho nhiều đối tượng nghiện, thu giữ 8,16 gram ma túy tổng hợp. Hiện nay, Công an huyện Triệu Sơn đang tạm giữ hình sự các đối tượng nói trên và tiếp tục điều tra mở rộng 3 vụ án. Bản tin 18:30 sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Tối qua, trên mạng xã hội lan truyền văn bản được cho là của Bộ Giao thông Vận tải về việc dừng khai thác toàn bộ đường bay nội địa, trừ đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2020. Bộ Giao thông Vận tải cho biết văn bản trên là hoàn toàn giả mạo. Bộ khuyến cáo trong trường hợp có bất kỳ chỉ đạo quyết định nào, Bộ sẽ công khai minh bạch qua các kênh chính thống, đảm bảo người dân có thể tiếp cận dễ dàng, chính xác nhất. Từ hôm nay, mùng 1 tháng 8, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông báo tạm ngừng chạy đôi tàu SE11, SE12 xuất phát Hà Nội-Sài Gòn và ngược lại. Hành khách có vé đi các đôi tàu SE11, SE12 những ngày tạm ngưng sẽ được trả vé hoặc đổi vé sang các đoàn tàu khác. Cụ thể, hành khách có vé tàu SE12 sẽ chuyển chỗ sang tàu SE6 xuất phát Sài Gòn 9 giờ 40 phút cùng ngày. Khách có vé tàu SE11 sẽ chuyển chỗ sang tàu SE9 xuất phát Hà Nội 14 giờ 25 phút cùng ngày. 5 ngày vừa qua, cả nước đã có 30 trường hợp vi phạm đăng tin sai sự thật gây hoang mang dư luận bị cơ quan chức năng xử lý. Các tin giả trên nhanh chóng xuất hiện rồi cũng nhanh chóng bị gỡ bỏ khi cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt xử lý những trường hợp vi phạm. Cơ quan chức năng khuyến nghị người dân cần cẩn trọng, không đăng và chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Theo quy định của pháp luật, các hành vi chia sẻ thông tin giả mạo lên Facebook và các mạng xã hội gây hoang mang dư luận sẽ bị xử phạt lên tới 20 triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự tùy mức độ nghiêm trọng. Cục Quản lý Thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình vừa kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 29H38383. Qua đó phát hiện trên xe có 18.950 hộp khẩu trang y tế, gồm 12.450 hộp khẩu trang y tế 4 lớp Tatsu và 6.500 hộp khẩu trang y tế 4 lớp Dalamax do Việt Nam sản xuất, tương đương 947.500 chiếc, ước tính khoảng 950 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số tang vật để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, huyện An Giang cũng vừa phát hiện 41 người, trong đó có 20 người lớn và 21 trẻ em đi trên 8 vỏ lãi từ hướng Campuchia đang trên đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Những người này cho biết họ sống ở tỉnh Siem Reap và tỉnh Busan, Campuchia, nhưng hoàn cảnh khó khăn nên đến tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh sống. Đồn biên phòng đã lập biên bản xử phạt hành chính cảnh cáo đối với các chủ hộ, đồng thời phối hợp với ngành chức năng động viên họ quay trở lại Campuchia. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình địa chỉ email bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng
0888 25 36 36.